Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới, và gần đây nhất thì Hạ Long đã lọt vào top 7 kỳ quan mới của thế giới theo tổ chức của Liên Hợp Quốc lựa chọn. Đó là những cái sản phẩm mà thiên nhiên đã ban tặng cho người Quảng Ninh, nhưng đó là một cái vốn quý chung của thế giới. Rocks, formation of rocks, they are very interesting. Peaceful. Very peaceful, yeah. Nothing like it in the world. It's completely unique. It's still beautiful because of the mists, and it gives it a special quality. So it's been very, very enjoyable. Very good. Công ty Hải Hạ Long là một trong những công ty hàng đầu và cũng là đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ lưu trú trên Hạ Long. Bên Asian Trail bên mình thì cũng hợp tác với Hương Hải được rất là lâu rồi, phải có thể là thời gian đến hàng chục năm nay. Nói chung với các sản phẩm của Hương Hải từ trước đến giờ thì đều được đánh giá cao. Tất cả khách hàng cũng như các đơn vị mà cộng tác với lại cả Hương Hải thì đều cảm nhận một điều là công ty cũng luôn luôn cố gắng để mà đáp ứng được những kỳ vọng của khách hàng. Để đáp ứng những cái kỳ vọng cũng như là những cái sự yêu quý của khách hàng dành cho công ty thì thời gian gần đây chúng tôi đã đầu tư vào cái phương tiện cao cấp hơn. Đầu tiên là chúng tôi có cái không gian rất là rộng rãi. Cả các không gian là rất là rộng rãi để cho khách du lịch quốc tế đến với tàu Hương Hải Trường Lai chúng tôi được thoải mái trong mọi điều kiện, từ phòng ngủ đến các cái khu vực ban công có view ngồi chơi, rồi là các cái khu vực không gian nhà hàng các thứ rộng rãi để cho khách cảm thấy thoải mái. Thứ hai là chúng tôi kết hợp giữa những cái yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại để làm nên một cái sự khác biệt. Phong cách thiết kế là mang tính chất của người Việt và đặc trưng cho Hạ Long. Các cái bức
tranh phù điêu ở trên tường của chúng tôi thì là có các cái khung cảnh là làng chài, rồi là người kéo bó, rồi là rất là nhiều cái cảnh của cái cuộc sống ở trên các cái làng chài ban đêm mà các cái làng chài đã có từ xa xưa. Quan trọng nhất ở đây là chúng ta sẽ được trải nghiệm trên một không gian rất là sang trọng và nhẹ nhàng, cũng như là nó đem lại những cái sự thư giãn tốt nhất cho khách hàng. Làm nên sự khác biệt ở Hạ Long không phải là các cái con tàu hay là vịnh Hạ Long, mà là các cái con người làm việc trên cái con tàu đấy. Hương Hải có một đội ngũ nhân viên rất là nhiệt tình, các bạn luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho và phối hợp với công ty để hai bên phối hợp và chăm sóc khách hàng tốt nhất. Chúng tôi cũng xác định là sẽ ngày một nâng cao cái thương hiệu của công ty, cũng như là đem đến cho khách hàng một sự trải nghiệm và sự hài lòng nhất. Và đó là sự cam kết của công ty Hương Hải Hạ Long. Mình là quản lý tàu của bên công ty Hương Hải, và công ty Hương Hải Hạ Long là một trong số những công ty có kinh nghiệm làm việc trong ngành du lịch rất là lâu. Mình cũng rất là mong muốn là mình cùng với tất cả các nhân viên trong tàu sẽ cung cấp đến khách một cái chất lượng dịch vụ cao và làm hài lòng những tất cả mọi đối tượng khách hàng trong cái thời điểm hiện tại và trong tương lai. Là một người làm việc trong ngành du lịch, mình cảm thấy rằng là khi mà mình đem lại được cái sự hài lòng, một sự thích thú của khách hàng về vịnh Hạ Long cũng như về dịch vụ của đơn vị, thì đấy là niềm vui đối với bản thân mình và cũng là niềm vui của toàn thể nhân viên trong đơn vị. Tôi làm ngành du lịch này được gần chục năm rồi, năm 2004 đến giờ, và tôi làm rất nhiều các con tàu, thậm chí là trên các khách sạn, và tôi luôn mong muốn mang đến những cái món ăn ngon, những cái khẩu vị của người Việt Nam cũng như khẩu vị của người nước ngoài đến với khách thập phương và khách ở nhiều phương đến, và tôi đã có thể làm được cả món ăn Âu Á để phù hợp với nhiều khách hàng khác nhau. Và mong muốn của tôi là làm sao mà đến Hương Hải Sea Life làm cho khách đến chúng tôi luôn luôn hài lòng, luôn luôn được có sự ấn tượng khi đến Hương Hải Sea Life. Bên cạnh đó thì trong những cái bữa ăn của khách hàng thì chúng tôi luôn mang đến những cái cảm giác thoải mái, thư thái, rất nhẹ nhàng thông qua những cái bản nhạc truyền thống của người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Ngày mới thì thường bắt đầu với những bài tập thể dục buổi sáng là tai chi ở trên sân deck, và cùng với bầu không khí trong lành thì các vị khách thì được cảm nhận có cái bầu không gian riêng rất là huyền ảo trên vịnh Hạ Long. Công việc chính của tôi đó là đưa đón khách và giới thiệu khách tham quan, giới thiệu lịch trình khách đi đâu về đâu, và giới thiệu cho khách biết rằng lịch sử phát triển và tại sao Hạ Long được đăng quang là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Tiếp theo nữa là đến cái dịch vụ bữa cooking class, là một lớp dạy nấu ăn nho nhỏ cho khách hàng vào trước bữa tối. Đây là một trải nghiệm rất là thú vị để cho khách hàng có thể tìm hiểu, có thể tự làm được món ăn truyền thống của người Việt Nam. Thông qua đó là hiểu được cái văn hóa cũng như là những cái tập tục, những cái truyền thuyết liên quan đến ẩm thực của người Việt Nam. Vào buổi tối thì khách hàng cũng có thể trải nghiệm cái cảm giác được trở thành ngư dân thông qua hoạt động câu mực của chúng tôi. Và thực sự là cái hoạt động này khiến cho khách hàng cảm thấy rất là thú vị.
Bên cạnh những cái hoạt động chính như vậy thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động kỷ niệm rất là nho nhỏ, ví dụ như là chúng tôi đã có sự luyện tập những cái bản flat mode chẳng hạn, hoặc là chúng tôi đã tổ chức những cái bữa tiệc sinh nhật, hoạt động kỷ niệm rất là nho nhỏ, sinh nhật này, honeymoon cho khách. Và thật sự là khách hàng cảm thấy rất là vui và cái nụ cười và sự hài lòng của khách hàng là món quà quý giá đối với chúng tôi. Tàu Hưng Hải Sea Line của tôi là một trong những tàu mới của Vịnh Hạ Long bây giờ và là một trong những sản phẩm thuộc loại hạng nhất của Vịnh Hạ Long. Thì để đạt được cái tiêu chuẩn đó, tiêu chí đó thì phương tiện Hưng Hải Sea Line chúng tôi phải trang bị các cái hệ thống rất là hiện đại. Ví dụ như đây là cái radar quét của chướng ngại vật, đây là máy đo sâu, đây là hải đồ kẻ khi trời mù thì có thể là anh vẫn về bến để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách. So Huihai Cruise is excellent. When we opened the door to the cabin, the furnishings were beautiful and the beds, the linen and the furniture is gorgeous. The servants, they're very kind. Yeah, everything we ask, they do for you. And even if we don't ask, they come to you and their service is perfect. It's been very enjoyable. I've had a good time. I love the Huihai Cruise. I love Huihai Cruise. J'aime beaucoup le bateau Huihai. Yeah, I love Huihai. Huihai Cruise. Welcome to Huihai Sea Line.